Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for Online. Tomato, resume, đọc là resume. Well, nếu nói về cái CV đó, nói về cái CV mà cái hồ sơ mà mình nộp, mình khai cái trình độ của mình, ví dụ với lại kinh nghiệm của mình thì gọi là CV. Thì người Mỹ không có gọi là CV, người Mỹ gọi là resume. Không có cần cái dấu phết ở trên cũng được nữa. Người Mỹ trong cái ngữ cảnh thì họ sẽ dùng cái họ sẽ phát âm resume. Còn không cái ngữ cảnh mà cái miếng giấy đó, cái chữ là resume. Alright, sinh hoạt phí hàng. Cái này sẽ không biết. Sinh hoạt sinh hoạt phí hàng ngày. Sinh hoạt phí hàng ngày là gì? Làm như mọi chuyện mình làm hàng ngày đó phải không? Ngủ dậy, đánh răng, ăn sáng đó phải không? Okay. Yes. Cost of daily living. There you go. Yes, làm như giấc sáng mình bỏ 5.000 ăn bánh tráng trộn, buổi trưa mình đi ăn hamburger, buổi tối mình đi uống bia, đi nhậu, right? Yeah. Okay. So mấy cái chi phí đó thì yes, cost of daily living. Okay. Well, daily cost of living. Okay. Actually, sẽ thấy cái này hay hơn. Yes, that's right. Cũng được nữa. So yeah, daily cost of living với lại daily living expense. Cái này cũng được đó. Very nice. Yes, daily living expense. Very nice. I like that. Alright. And then what else? Còn cái nữa là daily living expenses. Cũng vậy thôi. Yes, same. Okay. Thank you very much, Andao. I didn't know it was going to be like this. Giải thích dùm câu này đi. Mình không có tưởng nó sẽ như vậy. Cái câu nó vậy đó. I didn't know it was going to be like this. Mình không có tưởng nó như vậy. Là như mình đi đâu đó cái mình thấy vui quá cái mình nói trời ơi mình đâu có biết vui như vậy đâu. I didn't know it was going to be like this. Yes. Okay. What else? Yes, can làm. Yes. Resolve với lại solve. Có gì khác không? Yes. Resolve. Cái chữ nó hẹp hơn. Cái resolve là mình giải quyết cái chuyện mà có resolve mình giải quyết những chuyện mà gây cấn. Resolve. Solve mình giải quyết hết mọi chuyện. Làm như bài toán cũng là solve. Cái gì mà rắc rối cũng là solve. Cái chữ của nó hẹp hơn. Okay. Còn solve thì nó gồm hết. Is that okay? Yeah. Sao không dùng storing room mà lại dùng storage room? Không biết. I don't know Thái. Thiệt tình. Yes, đó phải nhớ thôi. Alright. Sư ơi, người ta nói living room, dining room, vậy sao không nói storing room, storage room? Yeah, I have no idea. Yeah, tại sao họ không có nói là cooking room, họ nói là kitchen? I don't know. Đáng lẽ kitchen là cooking room, right? Yeah. Xin dễ thương giúp Jasmine cái này. The tornado uprooted out of power lines leading to the town, so the inhabitants had to live in darkness, 2K, until new ones. Okay. Cái tornado là một cái gió mà nó xoáy đó. Xin không biết cái kêu bằng gì. Cái gió xoáy đó nó uprooted out the power line. Nó bứng hết những cái dây điện. Cho nên mấy cái người sống trong cái thành phố đó, dân của cái thành phố đó phải sống trong bóng tối. Darkness là bóng tối, là ban đêm đó. Đến khi nào mà nó có cái I guess nó có cái dây mới. Okay, Jasmine. Uproot là bứng lên, power lines là những dây điện. Leading là mấy cái người inhabitant là mấy cái người ở trong cái thành phố đó phải sống in darkness là trong bóng tối, là ban đêm á, tới thu á. Yes, okay. Alright, okay. Let me see, shot off target hay là shots on target là súng trúng đích. What? Và súng hụt hả? What? Shot off target là hụt. Shot on target là trúng. Okay. Alright, okay, alright. What else? Result là kết quả. Dạ. Ủa là sao? Có một bạn hỏi. Siết cho hỏi wallflower có nghĩa là gì? Và trong câu này, the perks of being a wallflower. Yeah, I'm not too sure. Siết không biết cái wallflower là gì nữa. What's a wallflower? I have no idea. Bông hoa. Siết không có biết gì bông hoa nhiều nha tiếng Anh. Yeah, I'm sorry. I don't know what a wallflower is. Yeah. Pobella, save face là gì? Save là để dành, giữ lại, face là mất mặt. So, save face là không phải mất mặt, quên, là làm như mình cứu được cái danh dự của mình á. Okay, so save face là cứu được danh dự của mình. What else? Siết phát âm phân biệt nghĩa dùm make up với lại make up. Okay. Make up dính liền, nó là trang điểm. Okay. Còn make up cái này đó nó có về nghĩa một là tạo ra cái gì đó giả tạo, mình tự đưa ra, mình bịa ra. Make up có nghĩa nữa là bù, làm như Cùi Bắp nói vậy đó, mình bù lại cái chuyện gì đó, mình thiếu người nào đó, mình bù lại. Okay. So yeah. Rồi make up nữa là mình xin lỗi, làm hòa lại là make up. Ví dụ hả? Okay. Sig puts on. Okay. Nó chữ dính liền đó là trang điểm. Okay. He made up a story of his girlfriend. Anh ấy tạo ra một cái chuyện về bạn gái của anh ấy. Okay. We made up after we argue. Chúng ta hòa nhau sau khi chúng ta gây lộn với nhau. Okay. Let me make up to you and take you to lunch. Để tôi bù lại cho bạn và dẫn bạn đi ăn trưa. Okay, so bốn cái nghĩa đó khác nhau. Is that okay? Yeah. All right. We fight, we break up, we kiss, we made up, we make up. Yes, that's right. Okay. All right, what else? Show you off là gì vậy? Có nghĩa phải như là impress you không vậy? No, show you off là mình khoe cái người nào đó. Ví dụ Siết có một cái cô bạn gái rất là đẹp gái, tại vì Siết đẹp trai cho nên bạn gái phải đẹp rồi. Xong rồi Siết cứ nói là let me show you off to my parents, để mình khoe em với cha mẹ của anh. Okay. So yeah, so show you off là mình khoe cái người đó cho người khác. Siết ơi, khi nào người Tây mà cãi nhau mọi người nói hey hey take away. No, hình như không có. I'm not too sure, người Mỹ không có nói vậy. Mình không biết người Anh có vậy, mình chưa nghe. Yeah, I'm not too sure. Really? Take away, huh? Yeah. Take again. Show you off là khoe, mà khoe cái người đó. Còn show you off là mình khoe cái người đó cho cái người khác. Alright, what else here? Siết coi nè. Oh, really? Take away, huh? What? Alright, let me see. Siết ơi, số điểm 124.000 khác số tự 140. Yes. 124,000 với lại 124,000th. Có âm TH đứng phía sau. Yes, thứ tự. Yes. Alright, let me see. Okay, alright, cái YouTube đó nó dài không vậy? No, Siết chưa nghe. Hey hey take away hả? Huh? Take away. Hey hey make way hay là take away? I'm not too sure. Make way hay là take away, which one? Siết ơi, đến tiền vì mình làm mất cái gì đó. Giống như mất vé xe thì dùng như sao? đền tiền vì mình mất cái gì đó, lần sau đền tiền. Đền tiền là sao? Đền bù á hả? Cái chữ đền bù là it's called compensate. Compensate. Yes, there you go. Compensate. Yes. Yeah. Okay, hold on. Để xích đang xem cái này cái đó. No, I'll tell you what. Hinata là I'll tell you what. I'll tell you what chứ không phải take away. I'll tell you what để mình nói cho bạn nghe. Okay, I'll tell you what. All right. Yes, nói nhanh ha. Yes. Okay. What else? Bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Do you have any question? Sorry nha, nếu các bạn Siết chưa trả lời những câu các bạn hỏi thì cứ viết đi rồi Siết. Cãi lộn phải cái nhanh vậy. Yes. Alright, thắc mắc tornado với lại whirlwind. Whirlwind là cái nhỏ. Whirlwind thường khi cái này nó nói về cái gió, cái luồng gió vậy thôi, cái luồng xí. Còn cái tornado là cái bự mà nó giết người ta đó. Alright. Whereas Jasmine tìm trong từ điển thì ha sẽ không có biết dịch ra tiếng Việt như sau đó. Yeah, mấy cái chữ mà ngắn gọn vậy đó. Yeah, sorry Jasmine. Yeah. What else? Bàn giao công việc nó sao? Ủa là sao? Là I guess business discussion hả? Business discussion. Yep. Right. You are what you eat có nghĩa là gì? Bạn sao ta? Mình là cái gì mình ăn là sao ta? Sẽ không có biết tiếng Việt dịch ra làm sao, mà ý nó nói rằng là đồ ăn cho nó tốt sức khỏe thì đồ ăn đó thì cái thân thể mình nó khỏe. Mình ăn những đồ ăn xấu thì cơ thể mình sẽ bị xấu hoặc là mình dễ bị bệnh. Ý nó là vậy đó. You are what you eat. Sĩ ơi, mình đi xe bus mà không có chuông báo, muốn xuống trạm dừng phải nói sao? Sĩ không biết nữa. Mình phải kêu ông tài xế. Oh my god. Yeah, mình phải kêu ông tài xế vậy thôi. Excuse me. Stop the bus. Yeah, please. Stop at cái chỗ gì đó. Yeah. Yeah, có thể I need to get off here. Yeah, vậy thôi à. Yeah. Yes. Well, please stop at the next stop. I have no training in the field là mình không có luyện tập trong lĩnh vực đó. Làm như cái người nào đó không có kinh nghiệm thì cái người đó là nói rằng là I have no training in that field. Okay. All right. What else? Thấy người Mỹ dùng từ around, ví dụ around 4 p.m. mà dùng từ about, vậy around và about dùng sao? Same. Around 4 p.m. với lại about 4 p.m. cũng vậy luôn, khoảng. Okay. Ăn what? Ăn cổ, ăn dỗ, ăn cúng là gì? I have no idea. Mỹ không có cho nên không biết nữa. I have no idea. Oh god. Ăn ké. Hỏi câu khó ghê luôn á. I have no idea. Yeah. Dịch thẳng vậy thôi à, chứ không có mà cái kiểu Mỹ thì không có cái văn hóa đó cho nên không có cái nào mà gọn hết. Có thể có mà sẽ không biết. Có thể mấy cái người mà học về mà văn hóa của xã hội khác thì có thể họ biết. Alright. Ăn đòn tiếng Anh là gì? Oh my god, ăn đòn hả? Get a beating. Alright. Get a beating. There you go. Ăn đòn. Yeah. So I got a beating last night. Hôm qua tôi bị ăn đòn. Yeah? Okay. Beat là đập. Bị ăn đập. Bị đập. Khi muốn đổi tiền nói sao? Ok. I would like to exchange nói gọn đi. I would like to make an exchange. Ok. Sorry, cái phím của Siết hôm nay, cái phím mới cho nên khó đánh quá. Siết phải gắn cái phím cũ lại mới được. Ok. Chữ đó là chore. Chore là vậy đó. Let me see. You are come là bạn đi nhé. No, không có. Bạn đi nhé là sao? I'm not too sure. Bạn đi nhé là Siết không có hiểu cái đó. Vì cái này không? This love has taken its toll on me. Tôi mệt mỏi. Toll là một cái trả giá. So mình cái người này đang phàn nàn cái đó là cái tình yêu này làm cho mình trả giá rất là nặng, là he quải cái tình yêu này đó. He đang quải cái tình yêu đó. Right. Anatomy, phát âm anadam. Anatomy. Dịch sai rồi. Anatomy. Is that okay? Polite. Polites. Không phải là policy. No, polites. Lates. Alright. Siết ơi, ở Mỹ hay nói break a leg khi chúc may mắn không? Có. Do một bạn người Anh của nói cô ấy hiếm khi dùng. Và muốn hỏi thêm người Mỹ đọc sách truyện của Anh thì có thấy từ ngữ có khó chịu không? Ôi cái câu này, hai câu này hỏi rất là hay. Break a leg, người Mỹ họ dùng break a leg, mà break a leg mà nó phải dùng chính xác. Break a leg á, là mình chúc người ta may mắn mà khi người ta biểu diễn hoặc là người ta đứng lên một đám đông, họ làm cái gì đó trước đám đông, biểu diễn, nói chuyện cái gì đó, cái đó mới là chúc mừng may mắn cái đó, chứ không phải là mình cho người ta một cái vé số cái mình nói break a leg, không phải, cái đó là không phải dùng cái chữ break a leg. Break a leg là biểu diễn thôi hả? Ok. What else? Người Mỹ đọc truyện của người Anh. Yes, of course, hiểu. Ví dụ cái chuyện mấy cái cuốn sách Harry Potter. Harry Potter người Mỹ đọc rất là rõ. So nếu bây giờ modern, ngôn ngữ modern Mỹ với ngôn ngữ modern tiếng Anh nó gần giống nhau lắm, cho nên người Mỹ đọc sách hiểu. Còn nếu mà người Mỹ đọc Shakespeare khoảng 600 năm trước, ví dụ với lại người Anh đọc Shakespeare 600 năm trước, cả hai người. Okay. So yes, there you go. Là làm như các bạn đọc cái truyện của người Bắc viết vậy đó, người Nam đọc truyện của người Bắc đọc truyện của người Nam vậy đó. Ok, alright. Muốn đòi tiền nói sao? Muốn đòi tiền cái nào? Muốn đòi tiền lịch sự hay là muốn đòi tiền sao hỏi đen cái nào? Tomato. Cả hai. Do you have my money? Bạn có tiền của tôi không? Ok. Alright. So đó lịch sự ha. Do you have my money? And then có cái bài của Rihanna đó, better have my money bitch. What else? I keep my fingers crossed là gì? Oh, tôi hy vọng cái may mắn của tôi. So keep finger crossed, tréo cái ngón tay mình lại, giữa ngón cái với lại ngón trỏ mình tréo lại. Thì cái đó Tây phương hoặc là người Mỹ, cái đó là làm như good luck vậy đó, làm như mình có may mắn vậy đó. So I keep my fingers crossed là mình tréo ngón tay lại, là mình hy vọng cái may mắn của mình đó. Ok. Alright, how could we possibly do that? Nhấn mạnh hơn, how could we do that? Đúng không? Với lại nghĩa của possibly cũng có nghĩa giống could mà sao lại có trong câu vậy? Alright, so cái chữ possibly nó là cái adverb. Adverb nó bổ nghĩa cho chữ do. Ok. Nó không có bổ nghĩa cho chữ could. So cái câu how could we possibly do that với lại cái câu how could we do that nó cũng giống nhau thôi. Possibly nó giảm cái câu tới lại nghe nó không có mạnh bằng cái câu how could we do that. Yes, so nó hai câu này giống nhau, một câu mạnh hơn, một câu giảm lại. Cái chữ mạnh hơn là không có cái chữ possibly, còn cái câu mà có chữ possibly nó yếu hơn. Okay. Okay. Percussive riff? No, see, không biết cái đó. Yeah, sorry about that, Chelsea. Yeah. You would wait. Would you possibly speak English? Cat, wait. Can you speak English? Yes, Cat. Would you possibly speak? Bạn có thể, mà có thể này là có thể tỷ lệ đó. Possibly là có thể tỷ lệ trong đó. Với lại can you speak English là bạn có thể nói tiếng Anh được không? Can you speak English thì hay hơn. Would you possibly speak English nghe nó dài dòng mà nó nghe kỳ quá. Yes, yes. Would you, yeah, vậy cái người Mỹ đó nói kỳ cục quá. Yeah, họ có thể làm như một là không biết họ là phải Mỹ không, hai tiếng Anh của họ nó bị sao đó, ba nữa mấy cái người dùng mấy cái từ bự bự vậy đó, họ khoe khoang cái ngôn ngữ của họ. Yeah, so mà khoe khoang sai. Okay, alright. Thằng Mỹ. Yes. Okay. Ủa, nụ cười, xiết nãy nói rồi mà nụ cười. Oh my god. Scar là vết sẹo. Cúp điện. Thiệt tình. Khổ ghê luôn á. Đúng là cái cùi bắp. Yes. Làm công việc nhà, một công việc đơn giản như không kém phần quan trọng. Tiếng Anh nói sao? Chores. I have to do my house chores. That. Okay. Sear nghĩa là gì? Sear nghĩa là mình khè cái cục thịt đó hoặc là cái gì đó vô lửa, cái đó là sear. Okay. Là như mình đang nướng thịt vậy đó, cái mình muốn đưa nó vô lửa để cho thịt nó cháy ra ngoài thì sear. That. Đó đi với number được không? So beneath 10 đó hả? No, thường thường đó, họ dùng là under. Under. Customer, cái chữ đó là customer. Xuống giọng ha. Cus nhấn cus xong rồi summer, customer. Okay. Okay. Per với lại each khác nhau là như sao? Per cái gốc của nó tiếng Latin. Mỗi cái, each cũng là mỗi cái luôn. So thường khi nói gọn, ví dụ cái đó $2 một cái thì $2 per I guess per fruit, I don't know, like that, một trái cây. Okay. Còn nếu mà each thì for each fruit, so cái nào cũng được. Yes, mà người Mỹ dùng cái chữ each nhiều hơn, each nhiều hơn, họ viết gọn làm như cái gì. Khi nào xếp bài cho vài thuật chơi chữ kiểu Mỹ đi. Là sao? Bài cho vài thuật chơi chữ. Mấy cái máy mà chơi chữ đó hả? Okay, alright, để hôm nào suýt sưu tầm mấy cái chơi chữ. Mấy từ châm biếm, nói bóng gió. Ok, sure. Thiệt tình. Find là find out hay là figure out, có chết nhau không? Find out là khám phá ra. Find là tìm, find out là khám phá ra cái chuyện gì đó. Figure out là mình suy nghĩ, mình giải quyết ra được cái chuyện đó. Là như một cái bài toán có thể, hoặc là một cái câu đố, mình figure out là suy luận ha. Yes, so there you go.